Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Những lời về việc thực hiện bổn phận. Trích đoạn. Có một số người, khi thực hiện bổn phận, dù có một chút khổ cũng không muốn chịu đựng, gặp một chút vấn đề cũng kêu khó và không chịu trả giá. Đây là thái độ gì? Đây chính là thái độ qua loa chiếu lệ. Thực hiện bổn phận một cách qua loa chiếu lệ và có thái độ khinh mạn với bổn phận, thì kết quả là gì? Kết quả là bổn phận mà ngươi có thể làm tốt thì cũng không làm tốt được, không đạt tiêu chuẩn, và Đức Chúa Trời rất không hài lòng với loại thái độ thực hiện bổn phận này của ngươi. Lẽ ra, nếu ngươi có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, hết lòng và hết trí khôn mà làm, nếu ngươi có thể phối hợp như vậy, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước mọi thứ cho ngươi, để mọi chuyện ngươi làm đều đâu vào đấy và có kết quả tốt. Ngươi không cần phí quá nhiều sức lực. Khi ngươi đã dốc hết sức rồi, thì Đức Chúa Trời hẳn đã sắp xếp mọi sự cho ngươi. Nếu như ngươi gian lận và dùng mánh lới, không thực hiện đúng bổn phận và luôn đi sai đường, thì Đức Chúa Trời sẽ không công tác lên ngươi. Ngươi sẽ đánh mất cơ hội này. Đức Chúa Trời sẽ phán: người như ngươi không được, không có cách nào dùng ngươi. Ngươi hãy đứng sang một bên đi. Không phải là ngươi thích gian trá và dùng mánh lới sao? Không phải là ngươi thích lười biếng và tham hưởng an nhàn sao? Vậy thì ngươi hãy mãi mãi an nhàn đi. Đức Chúa Trời đem ân điển và cơ hội này ban cho người khác. Các ngươi nói xem, đây là chịu hao tổn hay là được ích lợi vậy? Sự hao tổn này thật quá lớn. Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai thật lòng yêu kính Ngài và tất cả những ai mưu cầu lẽ thật ở trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đức Chúa Trời khiến họ trải nghiệm lời Ngài trong đủ loại hoàn cảnh hoặc thử luyện khác nhau, khiến họ đạt đến hiểu lẽ thật và có nhận thức thực sự về Ngài. Cuối cùng, Ngài khiến họ đạt được lẽ thật. Nếu người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời theo cách này, thì tâm tính sự sống của ngươi sẽ có biến đổi. Ngươi sẽ có thể đạt được lẽ thật và sự sống. Các ngươi trải nghiệm mấy năm nay, những gì đã đạt được có nhiều không? Vậy thì khi thực hiện bổn phận mà ngươi chịu khổ một chút và trả giá một chút thì có đáng không? Đổi lại thì ngươi được gì? Ngươi đã hiểu rất nhiều lẽ thật. Đây là báu vật vô giá. Con người tin Đức Chúa Trời là để đạt được điều gì? Chẳng phải là để đạt được lẽ thật và sự sống sao? Ngươi muốn đạt được lẽ thật mà không trải nghiệm những hoàn cảnh này thì có được hay không? Hoàn toàn không được. Nếu gặp một số khó khăn hoặc hoàn cảnh đặc biệt nào đó, ngươi đều có một loại thái độ là lảng tránh hoặc chạy trốn, cố hết sức cự tuyệt và thoát khỏi chúng. Nếu ngươi không muốn theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, không muốn thuận phục sự sắp đặt và sắp xếp của Ngài, cũng không muốn để lẽ thật nắm quyền, mà luôn muốn tự mình quyết định và dựa vào tâm tính Satan để kiểm soát mọi thứ của mình, thì hậu quả chính là Đức Chúa Trời chắc chắn gạt ngươi sang một bên hoặc là giao ngươi cho Satan. Đây là chuyện sớm hay muộn. Nếu con người xem mà hiểu được chuyện này thì phải nhanh chóng quay đầu và phải dựa theo con đường đúng đắn mà Đức Chúa Trời yêu cầu để đi con đường nhân sinh của chính mình. Con đường này là đúng đắn, và con đường đúng đắn chính là phương hướng đúng đắn. Cũng có thể, trong lúc này, con đường có chút trắc trở, có chút khó khăn và gập ghềnh, hoặc có lúc
con người có chút buồn bực và trở nên tiêu cực trong vài ngày. Chỉ cần có thể kiên trì thực hiện bổn phận và không làm chậm trễ công việc, thì những chuyện này đều không là gì cả. Nhưng họ phải kịp thời phản tỉnh bản thân, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết, và tuyệt đối đừng kéo dài, đừng bỏ cuộc hoặc buông bỏ bổn phận. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu trong lòng ngươi cảm thấy tiêu cực và yếu đuối không là gì cả, đây là chuyện ở trong lòng tôi, Đức Chúa Trời sẽ không biết. Nếu Ngài thấy trước kia tôi đã chịu khổ và trả giá như thế nào, thì chắc chắn sẽ có thể khoan dung cho tôi. Nếu sự yếu đuối và tiêu cực này tiếp diễn, và ngươi không tìm kiếm lẽ thật hay rút ra bài học trong hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp xếp, thì ngươi sẽ đánh mất cơ hội hết lần này đến lần khác. Kết quả là tất cả cơ hội để được Đức Chúa Trời hoàn thiện đều bị ngươi bỏ lỡ, phá hoại và hủy hoại. Hậu quả là gì? Trong lòng ngươi càng ngày càng tối tăm, lời cầu nguyện của ngươi đều không đến được Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ tiêu cực đến mức trong lòng tràn ngập cái ác và sự phản bội. Khi đó, ngươi sẽ bị mắc kẹt trong đau khổ cực độ, cảm thấy hoàn toàn bất lực và vô cùng khó chịu, không có bất kỳ con đường hay phương hướng nào, và không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng hoặc hy vọng nào. Sống như vậy có mệt không? Ai không đi theo con đường sự sáng của việc mưu cầu lẽ thật thì mãi mãi sống dưới quyền thế của Satan, mãi mãi sống trong tội ác, trong bóng tối và không còn hy vọng. Ta nói lời này là có ý nghĩa gì? Các người có thể nghe hiểu không? Là con phải mưu cầu lẽ thật và hết lòng, hết trí khôn mà thực hiện bổn phận. Chính là khi đối mặt với bổn phận, chuyện đã giao phó cho ngươi thì ngươi đừng suy nghĩ đến việc tránh né khó khăn. Đừng thấy việc khó làm thì đặt sang một bên và không quan tâm. Ngươi phải đối mặt trực diện với nó. Ngươi phải luôn ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời ở cùng con người. Khi con người có chuyện gì khó khăn, họ chỉ cần cầu nguyện và tìm kiếm nơi Đức Chúa Trời. Với Đức Chúa Trời thì không có chuyện gì là khó khăn cả. Người phải có đức tin này. Nếu tin Đức Chúa Trời tể trị vạn vật, thì tại sao khi gặp chuyện, ngươi vẫn sợ hãi và cảm thấy không có ai để cậy dựa? Như vậy chứng tỏ rằng ngươi không cậy dựa Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không xem Đức Chúa Trời là nơi để cậy dựa, và không xem Ngài là Đức Chúa Trời của ngươi, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời của ngươi. Trong đời sống hiện thực, bất kể gặp phải chuyện gì, ngươi đều phải luôn luôn đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật. Cho dù mỗi ngày ngươi chỉ hiểu lẽ thật và có thu hoạch về mỗi một chuyện gì đó, thì cũng không hề lãng phí thời gian. Hiện tại, một ngày ngươi có thể đến trước Đức Chúa Trời được bao nhiêu lâu? Một ngày ngươi đến trước Đức Chúa Trời bao nhiêu lần? Ngươi đã đạt đến kết quả nào chưa? Nếu con người ít khi đến trước Đức Chúa Trời, thì linh của họ sẽ rất khô cằn và tối tăm. Con người khi bình an vô sự thì rời xa Đức Chúa Trời và phớt lờ Ngài. Đến khi gặp khó khăn thì mới đến tìm Ngài. Đây là tin Đức Chúa Trời sao? Đây là trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời sao? Đây đều là biểu hiện của kẻ chẳng tin. Tin Đức Chúa Trời như vậy thì không có cách nào đạt được lẽ thật và sự sống. Người không hiểu hoặc không thực hành lẽ thật thì thường sống trong tâm tính bại hoại và các loại cạm bẫy của Satan. Họ vì tiền đồ, thể diện, địa vị và các loại lợi ích của bản thân mà suy xét, vì những chuyện này mà vắt óc suy nghĩ.
Nhưng nếu ngươi dùng thái độ này để thực hiện bổn phận, để tìm kiếm và mưu cầu lẽ thật, thì ngươi sẽ có thể đạt được lẽ thật. Chẳng hạn như, ngươi vì một chút lợi ích nhỏ bé của mình mà vắt óc suy nghĩ, nghĩ thật chu đáo và tỉ mỉ, lên kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ, đặt rất nhiều tâm tư và sức lực vào đó. Nếu ngươi dồn sức lực này vào việc thực hiện bổn phận và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề, thì ngươi sẽ thấy Đức Chúa Trời có thái độ khác đối với ngươi. Con người luôn oán trách Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài đối tốt với họ mà lại không đối tốt với con? Tại sao con lại không bao giờ được khai sáng? Tại sao con lại luôn yếu đuối? Tại sao con lại không bằng họ? Tại sao lại như vậy? Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả. Nếu ngươi không đến trước Đức Chúa Trời, lúc gặp chuyện lại luôn muốn tự giải quyết, thì Ngài sẽ không khai sáng ngươi. Đợi đến khi ngươi cầu nguyện và khẩn cầu Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ lại ban cho ngươi. Đức Chúa Trời thích loại người nào? Đức Chúa Trời chờ đợi con người cầu xin thứ gì từ Ngài? Có phải giống như những kẻ vô liêm sỉ kia cầu xin Ngài ban tiền bạc, an nhàn, danh lợi và hưởng thụ không? Đức Chúa Trời không thích khi con người cầu xin Ngài những thứ này. Hễ ai cầu xin Ngài ban những thứ này thì chính là người vô liêm sỉ, chính là người thấp hèn nhất. Đức Chúa Trời không muốn họ. Ngài muốn những người có thể tỉnh ngộ khỏi tội lỗi, tìm kiếm lẽ thật từ Ngài và tiếp nhận lẽ thật. Đức Chúa Trời chấp thuận người như vậy. Ngươi nên cầu nguyện như thế này. Đức Chúa Trời ơi, con đã bị Satan làm bại hoại quá sâu sắc và con thường sống trong tâm tính bại hoại của mình. Con không thể vượt qua được mọi sự cám dỗ của danh tiếng và địa vị và không biết phải làm sao với chúng. Con không hiểu nguyên tắc lẽ thật. Cầu xin Ngài khai sáng và dẫn đường cho con. Và con sẵn lòng thực hiện bổn phận, nhưng con cảm thấy mình không đảm đương được. Một mặt, vóc dạc của con quá nhỏ. Mặt khác, con còn thiếu hiểu biết nghiệp vụ. Con lo lắng rằng mình làm không được tốt, cầu xin Ngài dẫn dắt và giúp đỡ con. Đức Chúa Trời chính là đang đợi ngươi đến tìm kiếm lẽ thật. Khi ngươi đến trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm với một tấm lòng trung thực, Ngài sẽ khai sáng và soi sáng ngươi. Khi đó ngươi sẽ có con đường và sẽ biết cách thực hiện bổn phận. Nếu ngươi luôn dốc sức vì lẽ thật, đem tình hình thực sự của mình đến trước Ngài mà cầu nguyện, cầu xin Ngài dẫn dắt và ân đãi. Như vậy thì ngươi sẽ có thể dần dần hiểu và thực hành được lẽ thật. Những gì ngươi sống thể hiện ra sẽ có hình dạng giống con người, có nhân tính bình thường và thực tế lẽ thật. Nếu ngươi không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, không mưu cầu lẽ thật, thường hay vì các phương diện lợi ích của bản thân mà tính toán, suy nghĩ, tốn tâm tư và công sức, thậm chí liều mạng và không tiếc phải trả bất kỳ giá nào, thì ngươi có thể được mọi người tôn trọng, cũng đạt được nhiều loại lợi ích và thể diện. Nhưng những gì ngươi đạt được này so với lẽ thật, cái nào quan trọng hơn? Lẽ thật. Con người đều hiểu đạo lý này, nhưng họ đều không mưu cầu lẽ thật mà chỉ coi trọng lợi ích và địa vị. Vậy rốt cuộc họ hiểu thật hay hiểu giả? Thực ra, con người ngu dốt, họ không nhìn thấu được chuyện này. Khi nào họ có thể nhìn thấu được chuyện này thì mới có một chút vóc dạc. Họ phải mưu cầu lẽ thật, nỗ lực theo lời Đức Chúa Trời, không được hồ đồ hay qua loa đại khái. Nếu ngươi không mưu cầu lẽ thật, thì sẽ có một ngày Đức Chúa Trời phán. Lời của Đức Chúa Trời đã phán xong,
ngài không muốn phán gì thêm với nhân loại này, cũng không muốn công tác gì thêm, và giờ đã đến lúc kiểm nghiệm công trình của con người. Khi đó, ngươi nhất định sẽ là đối tượng bị loại bỏ. Cho dù ngươi có chỗ dựa lớn đến đâu, có bao nhiêu ân tứ và tài cán, có trình độ và danh vọng cao đến mức nào, hay địa vị của ngươi trên thế giới này hiển hách cỡ nào, thì cũng vô dụng. Khi đó, ngươi mới biết được sự quý giá và quan trọng của lẽ thật. Biết rằng không đạt được lẽ thật thì ngươi chẳng liên quan gì đến Đức Chúa Trời. Và rằng tin Đức Chúa Trời mà không đạt được lẽ thật thì thật đáng thương và đáng buồn biết bao. Hiện tại, có rất nhiều người đã có chút cảm giác loáng thoáng trong lòng. Nhưng chút cảm giác này vẫn còn chưa khơi dậy được ý chí mưu cầu lẽ thật trong họ. Trong sâu thẳm lòng mình, họ vẫn chưa cảm nhận được sự quý giá và quan trọng của lẽ thật. Chỉ có một chút ý thức là chưa được, mà phải thực sự nhìn thấu thực chất của chuyện này. Khi đó, người sẽ biết nên dùng phương diện lẽ thật nào để giải quyết vấn đề này. Chỉ có lẽ thật mới có thể giải quyết mọi khó khăn của con người và giải quyết đủ loại tư tưởng lệch lạc, quan điểm hẹp hòi, tâm tính sa ngã hoặc là đủ mọi mặt vấn đề về sự bại hoại của họ. Nếu cứ mưu cầu lẽ thật và không ngừng dùng lẽ thật để giải quyết vấn đề, thì các ngươi sẽ có thể thoát khỏi tâm tính bại hoại và đạt đến thuận phục Đức Chúa Trời. Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào, ngươi đều dựa vào biện pháp và sự khắc chế của con người để giải quyết, thì ngươi sẽ không bao giờ giải quyết được những khó khăn và tâm tính bại hoại này. Một số người nói rằng, nếu tôi đọc nhiều lời Đức Chúa Trời và bỏ công dành vài giờ mỗi ngày để đọc lời Đức Chúa Trời, thì liệu có chắc chắn đạt đến biến đổi tâm tính không? Vậy thì phải xem ngươi đọc lời Đức Chúa Trời như thế nào, xem ngươi có thể đạt đến hiểu và thực hành lẽ thật hay không. Nếu ngươi chỉ đọc lời Đức Chúa Trời cho có, cũng không mưu cầu lẽ thật, thì ngươi sẽ không đạt được lẽ thật. Không đạt được lẽ thật thì tâm tính sự sống chắc chắn cũng không đạt đến biến đổi. Tóm lại, tuyệt đối phải mưu cầu lẽ thật. Để đạt đến biến đổi tâm tính thì phải mưu cầu và thực hành lẽ thật. Chỉ đọc lời Đức Chúa Trời mà không thực hành lẽ thật thì tuyệt đối không được. Giống như những người Pharisee chuyên truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho người khác và bảo họ cách thực hành, nhưng bản thân họ lại không thực hành. Đây là con đường sai lầm. Đức Chúa Trời yêu cầu con người đọc lời Ngài nhiều hơn là để họ có thể hiểu lẽ thật, thực hành lẽ thật và sống thể hiện ra thực tế lẽ thật. Đức Chúa Trời khiến con người bước vào thực tế lẽ thật, tuân theo con đường của Ngài và đi theo con đường nhân sinh đúng đắn là mưu cầu lẽ thật. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến việc Đức Chúa Trời yêu cầu con người phải thực hành việc hết lòng và hết sức thực hiện bổn phận. Đi theo Đức Chúa Trời thì con người phải thông qua việc thực hiện bổn phận mà trải nghiệm công tác của Ngài. Như vậy thì mới có thể đạt đến được cứu rỗi và được hoàn thiện.